đeo tai nghe thưởng thức chất âm của những cặp loa JBL Passion 12. Thì ngày hôm nay em có một cặp duy nhất để thanh lý tới tất cả anh em. Đôi loa này thì do trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ bị vỡ mất một chút anh em nhé, cái e căng bên ngoài thôi. Và đôi anh em thể nhìn thấy với những cái lớp sơn rồi các e căng khác thì nó rất là đẹp đúng không ạ? Mỗi một con thì nó sẽ bị vỡ mất một chút anh em nhé. Đây, con này thì nó chỉ bị một vết ở đây thôi, còn dưới thì vẫn đẹp nguyên long lanh thôi anh em nhé. Và sang bên này thì một con bên này thì nó sẽ bị lăng hơn một chút. Đây, anh em thể thấy, đây, nó bị một chút này này, và dưới này. Nhưng với cái chất âm anh em đổi lại có thể nhận được rất là nhiều anh em nhé. Bát đánh rất lực và tiếng hát của anh em hát rất sáng. Qua các đầu video em đã hát thử demo cho anh em cùng nghe một đoạn rồi đấy ạ. Hát tiếng rất sáng, rất là bay anh em nhé. Chỉ sử dụng đó là vang cơ, đẩy công suất là 2 kênh 500W thôi. Mic không dây rẻ tiền, toàn những loại rẻ tiền thôi. Để phối ghép để cho anh em có thể nghe thấy với những chất âm của JBL Passion 12 này. Sử dụng loa nằm bát 30 anh em nhé. 4 chiếc giấy ở đây, 4 chiếc. Và một bát 30 sử dụng gân cao su. Với những dòng Passion 12 này thì logo phát sáng anh em nhé. Logo này là logo phát sáng. Cùng sẽ cho to hơn một chút. Anh em cùng nghe với các chất âm của cặp loa này. Bát đánh rất lực anh em nhé. Với những giải lời của những cặp loa này sử dụng chiếc giấy và bát 30 này thì đánh rất là lực. Với dòng này thì anh em hãy quên đi những cặp loa của BMB như BMB 1000 hay BMB 2000 hàng Chi La. Giá này thì giá rất hủy diệt rồi anh em nhé, cực kỳ là thấp rồi. Với cặp loa này thì bên em bán mới đó là 6.200.000 đồng trên một cặp bán mới. Còn hiện tại có một cặp này do lỗi vận chuyển thì bán lỗ vốn tới tất cả anh em luôn, 5.200.000 đồng là chưa gồm phí ship. 5.200.000 cho anh em đến lấy tại cửa hàng luôn anh em nhé. Với cái chất âm này thì quá đáng đồng tiền rồi. Anh em tội gì phải mua những cái hàng bãi, hàng BMB đúng không ạ? Này thì không khác gì như những hàng bãi cả. Anh em có thể bán những hàng bãi rất là ok, vì nó chỉ bị xước này thôi, nó chỉ bị mất như này thôi, anh em có thể bán hàng bãi được. Đấy, nói thẳng. Nhưng bên em thì chuyên công khai và chuẩn tới tất cả anh em. Hàng như nào thì sẽ nói như vậy anh em nhé. Nó bóp do vận chuyển là theo vận chuyển. Còn rất nhiều anh em bán những cái hàng mới này, anh em chuyển thành hàng bãi để anh em bán anh em nhé. Rất rất nhiều rồi, không phải ít đâu. Đây là những model mới ra mắt năm 2018 thì không bao giờ có chuyện qua hàng bãi cả. Anh em phải để ý. Bãi không thể là bãi có 3-4 năm sử dụng không bao giờ có thành hàng bãi được. Như thế thì anh em không khác gì bán những hàng mới cả. Đấy, nói rõ tất cả anh em luôn, đây là model mới ra, mới ra mắt năm 2018, chứ không phải là những model đời 2000 hay là 19 bao nhiêu anh em nhé. Đấy, chất âm này thì anh em có thể nghe, em sẽ tăng thêm chút vôn nữa. Bát đánh khá là lực luôn anh em nhé. Với những cặp loa này thì anh em có thể chơi trong phòng diện tích tầm khoảng 20-25m². Em có thể chuyển qua các dòng nhạc Bonzo đi, để cho anh em cùng nghe đi ạ. Đây, ví dụ em chuyển sang những dòng nhạc Zumba để cho anh em có thể nghe thấy cái chất âm khi anh em nghe nhạc. Đây em phải nhắc lại, đó là chỉ sử dụng vang cơ thôi. Nếu anh em sử dụng lên vang số thì sẽ còn hay hơn tuyệt vời luôn. Bát đánh lực không mình có tiếng ù rèn đâu anh em nhé. Bát đánh rất chắc gọn và tiếng chét rất là sáng tiếng, do sử dụng đến tận 8 quả chét cơ. 8 quả chét giấy thì anh em nghe nó không bị gắt. Không bị gắt như những dòng chét loạt của loa full anh em nhé. Nghe hay, hát hay với cái đôi loa này quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hiện tại thì bên em chỉ có một đôi loa duy nhất thôi anh em nhé. Một đôi duy nhất do quá trình vận chuyển thôi. Và đây là đôi tồn kho anh em nhé. Một đôi thôi. Đấy, anh em nhìn thấy những cái bên ngoài nó chỉ xước sát nhẹ một chút thôi đúng không ạ? Đây là để bên ngoài tiện tiết cho anh em luôn. Đấy, còn bên rìa là anh em nhìn thấy rất là đẹp luôn. Một con thì chỉ bị vết như này thôi. Đấy, và dưới các góc cạnh đẹp long lanh luôn. Và sang con bên này thì nó bị một trên một dưới. Đấy, anh em có thể treo lên, anh
em có thể sử dụng trong các phòng của anh em quá bình thường đúng không ạ? Đẹp hơn cả mấy cái hàng bã anh em dùng luôn. Logo Zalo còn được phát sáng nữa cơ. Thì ok, em sẽ KK thử tiếp một đoạn nữa trên những cặp loa này để cho anh em cùng nghe cái chất âm của cặp loa này cực kỳ là hay anh em nhé. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng anh em hãy nhớ đến lại trực tiếp em qua số điện bên góc dưới màn hình. Do số lượng chỉ có một đôi thôi nên anh em nào nhanh tay thì sẽ sở hữu được với những cặp loa này. Có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ đến lại anh em nhé. 5.200.000 đồng cho một cặp loa này, 5.200.000 anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Lên sân sân lại đi. Thôi em đừng lặng lòng anh ta. Muộn muộn em làm chi dối cha. Xót nỗi buồn tôi em đau đêm về lại con. Sao em không nhìn về tương lai? Hình như mai là